have you ever felt? Are you listening? Damn. Xin chào, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền trên YouTube để giúp một số bạn không có điều kiện, sinh viên đó mà, thì cũng có thể có được một số tiền để xoay sở trong việc học của mình. Điều này rất là quan trọng. Nếu mà bạn không có cơ hội làm việc ở ngoài thì các bạn cũng có thể kiếm được tiền ở trên mạng để tránh suy nghĩ bần cùng làm những chuyện bậy bạ, gây hại tổn thương cho người khác. Thì bây giờ muốn kiếm tiền YouTube phải có tài khoản AdSense. Các bạn biết tại sao không? Khi doanh nghiệp cần quảng cáo online thì họ sẽ trả tiền cho Google qua AdWords. Mà cái AdWords á, là nó thường hiển thị những cái quảng cáo qua các kênh video trên YouTube, là những cái quảng cáo nó hiện trên YouTube á, thì YouTube nó mới có được cái những cái quảng cáo đó, nó có tiền nó trả cho chúng ta. Nên mỗi khi chúng ta tạo ra video, YouTube nó gắn mấy cái quảng cáo đó lên, có người xem vô những cái quảng cáo đó thì chúng ta sẽ có tiền. Các bạn hiểu chưa? Nếu không hiểu thì bỏ qua luôn đi, vô thẳng vấn đề chính. Để kiếm tiền được trên YouTube, chúng ta cần có ít nhất 3 tài khoản YouTube. Một cái chính là để kiếm tiền, một cái là để kiểm duyệt, là khi mình chơi một cái video trên mạng về, mình coi có bị nhận dạng bản quyền hay không, nếu không thì mình up lên cái kiếm tiền mình kiếm luôn. Với một cái là mình để lưu trữ video. Cái lưu trữ video là các video mình up lên là mình phải lưu trữ lại. Lỡ sau này cái ad YouTube kiếm tiền nó bị YouTube khóa lại thì mình vẫn còn những cái video này để mình đăng lên tiếp, mình kiếm tiền tiếp. Cách này là tiêu hướng dẫn cho những bạn tay trắng phải đi sưu tầm clip của người khác về cắt ghép chỉnh sửa để kiếm tiền. Ok. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Sau khi bạn đã tạo ba cái tài khoản YouTube, một cái chính là để kiếm tiền, một cái phụ là để kiểm duyệt bản quyền, và một cái phụ nữa là để lưu trữ video như Tiêu đã chỉ, thì giờ mình bắt đầu bật chế độ kiếm tiền trên YouTube luôn. Nhấn vào danh mục bên trái ghi chữ kênh, rồi nhấn vô sổ ra các danh mục con. Chú ý vào cái mục trạng thái và tính năng đi, bạn sẽ nhìn thấy chức năng kiếm tiền. Rồi tiếp theo nhấn vào chọn vị trí quốc gia. Hồi xưa ở Việt Nam không cho kiếm tiền, nhưng từ khi Obama làm tổng thống Mỹ cho Việt Nam kiếm tiền rồi. Tại thấy dân Việt Nam nghèo khổ quá mới để YouTube cứu dân nè. Nói thiệt nha, tôi chỉ các bạn kiếm tiền xong, các bạn nhớ giúp Tiêu bảo vệ môi trường đó, đừng có tham tiền nữa mà hại thiên nhiên động vật đấy nhé. Chọn quốc gia Việt Nam xong chưa? Rồi chọn từ khóa gì đó tùy bạn, hay gõ chữ Tiêu vào để ăn theo sự nổi tiếng của mình cũng được. Ok, rồi nhấn ra bên ngoài rồi vô lại. Lúc này bạn sẽ thấy cái chữ kiếm tiền nó đã có hiện chữ bật rồi đó. Nhấn vô đi, nó hiện lên màu xanh luôn là ok. Tiếp theo kích hoạt tài khoản, đồng ý hết các yêu cầu, vậy là xong rồi đó. Bạn đã chính thức tham gia kiếm tiền trên YouTube, nhưng đây chỉ mới là đăng ký thôi, chưa có xóa đói giảm nghèo được đâu đó. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Sau khi bật chức năng kiếm tiền trên YouTube ở mục trạng thái và tính năng, thì bạn chuyển đến cái mục kiếm tiền để Tiun hướng dẫn các bạn cái bước mà liên kết với tài khoản AdSense. Cái bước này sẽ cung cấp cho các bạn cái ID từ tài khoản AdSense để bạn có thể nhận được tiền. Là người ta sẽ xác nhận bạn, cái ID của bạn, hiểu không? Chưa hiểu không? Nói tiếp. Như Tiun đã từng nói, tài khoản AdSense nó là tài khoản để YouTube chuyển tiền cho mình. Và tài khoản này nó không bao giờ gặp sự cố, cho dù bạn có bị mất đi hàng trăm kênh YouTube mà mấy kênh YouTube còn lại đang sống, thì tiền nó vẫn đổ vào cái tài khoản này. Tới cái bước đăng nhập và tạo tài khoản, thì các bạn nếu mà nhấn vào cái nút đăng nhập á, thì nó sẽ liên kết với cái kênh YouTube này. Còn cái bước tạo tài khoản không cần thiết, dành cho những bạn mới đăng ký kênh YouTube ban đầu. Thôi, nhấn vào đăng nhập đi. Rồi, vô tới đăng nhập rồi, cái bước điền thông tin mới là quan trọng nhất. Tôi khuyên các bạn chọn mình là cá nhân, đừng chọn doanh nghiệp giống Tiun, mắc công bị đóng thuế khô máu. Còn Tiun tạo kênh YouTube cho doanh nghiệp vì Tiun muốn đóng thuế cho nhà nước, muốn rửa tiền. Ở cái bước điền địa chỉ, các bạn phải nhớ không được gõ dấu, sẽ dễ bị lỗi về phông chữ, khi nhận tiền là nhận không được luôn, nó sẽ không gửi mã pin cho mình luôn. Cái hàng đầu nên ghi địa chỉ, cái hàng 2 nên ghi phường xã, cái hàng 3 là phải ghi quận nha. Rồi tiếp theo tới mã bưu điện, nếu ai sống ở Sài Gòn thì ghi mã bưu điện là 700.000, còn ai ở tỉnh thành khác thì vô fanpage của Tiun tìm, tôi có đăng ở trong đó, hoặc là search trên Google.
Seoul cung cấp mã bưu điện tất cả 61 tỉnh thành mới nhất hiện nay đã ra liền. Đó là những cái mã bưu điện mới nhất được nhà nước thay đổi gần đây nhất. Sau khi đã xong hết rồi thì các bạn để cái số điện thoại mình vô, nhớ để thêm cái mã điện mã vùng ở Việt Nam nữa đó. Đó, cộng 84 giống như tôi. Tiếp theo, ở cái mục mà tùy chỉnh email access, nó là những cái thông tin về quảng cáo email spam, nên các bạn có thể chọn một trong những cái này thôi. Nếu mà chọn nhiều quá, người ta gửi mail lủng thùng mail của mấy bạn luôn. Rồi, đợi khoảng một tuần sau, đây là cái bước cuối cùng. Sau khi đã tạo tài khoản Excel thành công thì đợi trong vòng khoảng một tuần, có thể là vài tiếng đồng hồ, họ cũng gửi cái thông báo cho mình. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Và bây giờ tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra những video cho các bạn ý tưởng để làm clip. Thì những cái video mình muốn có được những cái ý tưởng thì mình vô cái web này. Thì bây giờ tôi muốn có một cái ý tưởng gợi ý bỏ vô trong này. Tôi có một cái ý tưởng về Minh Béo đi. Tại dạo này Minh Béo làm dậy sóng giang hồ quá à. Ở Việt Nam chưa đủ, qua Mỹ quậy bên Mỹ nè. Đó, bây giờ Minh Béo nè, các bạn thấy không? Tính làm một từ khóa về Minh Béo và nó gợi ý cho mình những cái từ khóa liên quan mình nên làm để cho hiệu quả những cái video clip của mình ở trên mạng. Đó là Minh Béo bị bắt, Minh Béo được tha, Minh Béo ra tòa, Minh Béo News. Những cái từ khóa này nếu mà mình làm theo những cái gợi ý này á, thì nó sẽ rất là thành công, nó sẽ ăn theo chữ Minh Béo này. Và tôi nói luôn về cái thủ thuật ở trên mạng, về làm clip ở trên YouTube và làm bài viết ở trên Google, thì nhiều nhà quảng cáo họ thích tạo ra những cái tin giật gân và họ ăn theo là từ cái hệ thống tìm kiếm từ khóa này để họ viết báo hoặc họ làm clip quảng cáo kiếm tiền. Và thường là họ bất chấp tất cả để kiếm tiền, giống như là mấy người làm bên bán hàng đa cấp á, ra đường phố Nguyễn Huệ bất chấp tháng sau tôi kiếm 1 triệu đô la. Trời ơi, nếu mà bạn có trí tuệ thì bạn sẽ không suy nghĩ như vậy đâu. Rồi bây giờ tôi sẽ giúp các bạn tạo ra những từ khóa liên quan. Ví dụ hôm nay tôi đọc báo, tôi thấy tin liên quan tới Trung Quốc, tôi sợ. Wow, nó gợi ý cho mình những cái tin nên làm là Trung Quốc ăn thịt người, Trung Quốc Việt Nam, Trung Quốc đánh Việt Nam, Trung Quốc chiếm Việt Nam. Đó, nó yêu cầu mình là nên làm những cái bài viết hay là video liên quan đến những từ này. Chính vì những cái điều này nè, nó tạo ra mâu thuẫn ở trong xã hội của chúng ta, trong đất nước của chúng ta. Và chính những cái điều này nó từ những cái người mà làm quảng cáo mà ra. Các bạn hiểu không? Là họ ăn theo những cái từ khóa để làm cho mình nổi tiếng. Và họ sẵn sàng tạo ra những cái tin tức bậy bạ để làm ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Nhưng mà không có lửa thì sao có khói, đúng không mấy bạn? Thì cái gì nó cũng vậy, ai cũng như ai mà. Thì mục đích là muốn kiếm tiền thôi. Nhưng tôi khuyên các bạn nên suy nghĩ tích cực trước khi kiếm tiền. Đừng suy nghĩ tiêu cực, đừng làm những việc tiêu cực, bởi vì nó đều có cái gọi là nhân quả xấu cho cuộc đời của mình, là như vậy. Ok, nhớ nha. Và đây là cách để tạo ra những cái từ khóa để làm clip trên YouTube. Keyword2az.com. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Bây giờ tôi sẽ truyền cho các bạn thêm một kinh nghiệm quý báu nữa là để kiếm tiền trên YouTube. Đó là ý tưởng và sáng tạo để tạo ra clip kiếm tiền thu hút lượng view khủng. Cách tốt nhất dành cho những bạn chưa đủ trí tuệ, đó là ăn theo xu hướng thị trường. Giống như đây là cái trang web mà nó hiện ra những cái video YouTube được nhiều người xem nhất. Nó sẽ cho chúng ta biết được những cái xu hướng về những kênh YouTube được nhiều người xem nhất. Và các bạn chỉ việc ăn theo những cái xu hướng này, là các bạn tạo ra những cái video liên quan đến từ khóa này á, là cái video của bạn cũng sẽ được một cái lượng view rất là khủng. Trong này nó cho chúng ta thấy những từ khóa nổi bật trong ngày hôm nay. Nếu các bạn làm theo liên quan đến những từ khóa này thì kênh YouTube của bạn sẽ thu hút được rất nhiều người xem. Tiếp theo là cái kênh về Google Trend, là cái kênh này. Nếu mà dùng cái kênh Google Trend này á, thì nó sẽ đưa ra những cái bài viết mà trên toàn thế giới, những cái bài viết mà nhiều người quan tâm nhất, thì các bạn cứ nhấn vô đó sẽ thấy những cái tin tức này. Và làm những cái video liên quan đến những cái tin tức này thì các bạn cũng sẽ mau chóng có được một kênh YouTube hoành tráng với lượng view khủng. YouTube Trend thì nó giới hạn trong phạm vi của YouTube, còn Google Trend thì nó liên quan đến nhiều người biết hơn. Ở Việt Nam có một số kênh YouTube bây giờ là
tin mới nhất nè, rồi chuyện lạ Việt Nam nè, rồi một số kênh YouTube nữa, vân vân, rất là tào lao. Bởi vì sao? Các bạn vô đây thấy người ta làm cái kênh này á, dùng nhiều cái phương pháp ăn theo xu hướng thị trường giống như vậy, nhưng mà họ thường đăng những cái tin tức tiêu cực bậy bạ, những cái video á dạng này là mục đích là làm để kiếm tiền. Họ kiếm tiền theo kiểu bất chấp đó các bạn, đăng clip bậy bạ, câu view nó nhanh, nó cụi ở trong đó. Thì các bạn biết đó, làm việc gì mà xuất phát từ cái tâm á, sẽ có giá trị cộng đồng hơn. Tion thì không có thể làm được mấy cái chuyện tào lao như thế để kiếm tiền. Mục đích Tion chia sẻ phương pháp kiếm tiền YouTube cho các bạn là để giúp các bạn không bị lâm vào cái tình cảm túng thiếu đến nỗi bần cùng sinh đạo tặc, nghĩ ra chuyện hại người, hại vật, hại môi trường thiên nhiên, tạo mấy nghiệp chướng ác cho tương lai của mình. Tion thật tâm chia sẻ kinh nghiệm học hỏi kiếm tiền YouTube cho các bạn. Hy vọng các bạn sống có tâm thiện để thế giới bớt khổ. Chứ bây giờ gì đâu mà báo đăng vàng, mấy tin giật gân sốc hàng, tài xế taxi vì 300.000 giết sinh viên ra trường, rồi mấy tin đồi trụy bậy bạ giật tít lên để câu view. Bởi vậy tôi không có muốn báo chí đăng báo về mình là vậy đó. Mấy cái đó toàn là chiêu trò của mấy người làm quảng cáo. Tôi cũng muốn thông báo cho các bạn biết, đừng có tin mấy cái lời lẽ quảng cáo vô bổ đó mà ảnh hưởng xấu đến bộ não của mình. Bộ não của mình phải luôn suy nghĩ tích cực để nó phát sinh ra trí tuệ, để các bạn làm những việc có ích cho xã hội, cho bản thân, rồi các bạn ra đi có ý nghĩa. Ra đi là đi bán muối đó. Là Tion á, bây giờ là chia sẻ hết bí quyết kiếm tiền cho các bạn, nhưng Tion sẽ rất là ân hận khi chỉ mấy bạn cách kiếm tiền trên YouTube mà mấy bạn lại đăng mấy cái tin bậy bạ, đi sai đường lạc lối như mấy cái video ở trên mạng YouTube bây giờ đăng á đó. Những cái video mà đăng theo những cái xu hướng bậy bạ để làm hại cộng đồng á là như vậy, rất là sai trái. Tion khuyên các bạn nếu mà muốn kiếm tiền YouTube nên đăng những cái video liên quan đến những tin tức tích cực, như là các hoạt động bảo vệ môi trường của Tion trên thế giới chẳng hạn đó. Thiếu gì báo chí nước ngoài muốn tài trợ cho Tion đăng báo Tion để cho Tion nổi tiếng, nhưng Tion đâu có cần mấy cái thứ đó. Tion là người có thể tạo ra những trang web trị giá hàng triệu đô la. Tion có thể dùng công nghệ tự tạo PR cho mình đủ thứ hết. Tion không cần ai quảng cáo cho mình để làm giàu cho mấy cái tin tức bậy bạ của họ. Là như vậy, Tion biết cách kiếm tiền quá dễ dàng cả trên mạng. Tion muốn chia sẻ hết cho các bạn để các bạn coi đó mà học hỏi, để làm được những việc có ích cho xã hội giống như Tion. Ok, nhớ nha. Rồi, tóm lại cái nội dung của cái video này là tôi muốn chia sẻ những cái xu hướng kiếm tiền ở trên YouTube, những cái gợi ý để cho các bạn biết cách tạo ra những video tích cực chứ không phải là tiêu cực, để các bạn có lượng view khủng làm cho kênh YouTube của bạn nổi tiếng. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Xin chào các bạn, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn dùng cái phần mềm Power Refresher 12 này để làm phim chuyên nghiệp Full HD chất lượng cao. Sau khi download cái phần mềm này về, các bạn giải nén nó, xong rồi các bạn unwrap nó theo hướng dẫn nha. Rồi, sau đó các bạn bỏ cái video mà bạn muốn làm phim vô. Thì bây giờ tôi lấy cái video thì tôi bỏ vô đây. Về một chú vọc nó đang bị bệnh và nó không chịu uống sữa. À, các bạn thấy không? Nhìn vô đây nè, cái phần này là phần âm thanh nè, thấy không? Bấm vô đây là tắt, tiếng. Thì tôi lấy nhạc ở trên YouTube luôn, nhạc có bản quyền của YouTube, mấy cái nhạc đó, nhạc hip hop. Tôi muốn thể loại nhạc happy một chút, tôi sẽ chuyển qua thể loại nhạc happy. Happy quá, quá lố. Happy cỡ này được rồi. Ồ dễ, hay quá vậy bay. Rồi bỏ vô, rồi tắt cái nhạc này đi. Sau đó đây, cái nhạc khi mình bỏ vô cái chương trình rồi á, thì mình gắn cái nhạc này vô. Các bạn thấy không? Cái bài nhạc nó nằm trong đây rồi. Và bây giờ chúng ta hãy xem thử đoạn phim này coi hay không. Không nữa nè. Tắt đi, chết đói vậy. Cắt cái này đi. Rồi, các bạn muốn để âm thanh và nhạc nó cùng chung với nhau thì để. Còn bây giờ Tion không có muốn để cái âm thanh này nó dính vô cái bài nhạc này. Một á, là Tion tách nhạc ra khỏi âm thanh luôn. Ending video và audio là Tion lụm này Tion bỏ luôn. Tion bỏ cái âm thanh này luôn. Hoặc là Tion có thể chỉnh cái âm thanh này cao hơn tiếng nhạc, thì Tion chỉnh cái mức ở đây nè đó. Đó, chỉnh cái đoạn âm thanh này cao hơn tiếng nhạc. Hoặc không thì thôi Tion bỏ luôn âm thanh. Rồi, cái đoạn nhạc này Tion kéo lại. Tion cắt ngắn cái đoạn nhạc này, nhưng mà để cho đoạn nhạc này cho hay là Tion sẽ chỉnh cho âm thanh nó giảm dần. Đó là âm thanh nó chạy từ đây đến đây, tự nhiên khúc này nó sẽ bị giảm dần âm thanh là để nó hết cái video nhạc này. Rồi cái em nhỏ này uống sữa xong rồi. Cái đoạn video này nó không có hay. Lùi lại xíu, cắt bỏ khúc này luôn đi. Xíu.
Đó. Rồi. Sau khi đoạn video mình đã chỉnh sửa xong rồi, mình nhấn vô product để mình xuất ra định dạng video mình yêu thích. Nếu mà bạn muốn up video này lên YouTube, bạn phải chọn chế độ là MP4. MP4 là định dạng video tốt nhất để đăng lên YouTube. Ở mặc định là 640 là 480 là chất lượng video nó không có đẹp. Mình sổ xuống, mình chọn ở mặc định là Full HD 1920 nhân 1080 ở chế độ này nha các bạn. Đó, chế độ này được. Đừng có chế độ lên K, nó dở lắm. 1920 nhân 1080 được rồi. Rồi 16. Rồi, bắt đầu. Như vậy là xong. Bây giờ là video nó đang convert ra. Các bạn có thấy chương trình làm video này hay không? Bởi vậy nó hay nên tôi muốn chia sẻ cho các bạn coi. Nếu mà các bạn đi ngoài đường thấy những cái gì mà nó cháy tai gai mắt, cứ quay lại rồi làm phim theo kiểu này là chuyên nghiệp, up lên mạng share cho mọi người coi ha. Như vậy các bạn sẽ nổi tiếng hơn người cá tiêu luôn đó. Ok, bây giờ cái video đã về rồi, bây giờ tôi sẽ đăng lên kênh YouTube này luôn. Tôi có rất nhiều kênh YouTube, tôi đặt đăng lên kênh YouTube này. Cái video về nó nằm ở đâu? Nó nằm trong doc comment, nó nằm trong một cyberlink rồi, power director trong đây là nó video, là chắc là video này. Bé Phọc ngủ sắc đã bị bệnh, tôi sẽ đặt tên này bé Phọc. Ngủ sắc đã bệnh do ăn nhầm trái cây Trung Quốc.